thiếu tá tiểu đoàn trưởng Pego cùng 3 sĩ quan chết ngay ở trong hầm chỉ huy. Điện đài bị phá hủy, liên lạc giữa Him Lam với Mường Thanh bị cắt đứt. Tiểu đoàn Lê Dương 3 với gần 500 lính Pháp bị xóa sổ. Đến 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, cứ điểm Him Lam hoàn toàn bị tiêu diệt.